Sau khi chia tay chia chân 7.749 lần mà vẫn quyến luyến không thôi thì hai anh chị nhà ta đã rủ nhau đi về nhà Hyejin. Nhưng trong lúc đợi thang máy thì người bạn Seung-gyu đã gọi điện cho Jun-ho bảo anh trở về nhà ăn gà rán rồi trả tiền đi. Lúc này Jun-ho mới nhớ ra sự xuất hiện của người bạn thân đang giúp mình chuyển đồ đạc sang nhà mới. Anh dặn đi dặn lại cô Hyejin nhớ phải đợi mình quay lại, không được ngủ đâu nhé. Anh về chăm lo ăn uống cho bạn rồi sẽ quay lại ngay. Jun-ho chạy thật nhanh về còn cô Hyejin đi lên nhà một mình. Cô nhanh chóng chạy đi dọn dẹp đồ đạc chăn màn. Có vẻ ai cũng có việc cần làm nên Jun-ho về nhà cũng hợp lý quá luôn. Jun-ho bên này cũng gấp gáp đi mua đồ ăn cho Seung-gyu ở siêu thị. Quay về nhà đã thấy nhà cửa được bạn thân dọn dẹp tươm tất. Seung-gyu nhắc nhở Jun-ho đi thay đồ đi nhưng có vẻ anh không có ý định ở nhà. Cô Hyejin thì đang bối rối thử bộ đồ ngủ, người chưa có kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm nên hồi hộp lắm luôn. Cô còn cẩn thận đi oánh răng và chuẩn bị sẵn cho Jun-ho một chiếc. Jun-ho bên này vẫn đang ngồi đợi từng giây phút trôi qua, còn Seung-gyu thì vẫn thản nhiên ngồi ăn gà rán uống bia. Cô Hyejin ngồi đọc sách mãi vẫn chưa thấy Jun-ho đâu thì bắt đầu sốt ruột đi tìm nước uống để giữ lại bình tĩnh. Jun-ho ngồi nghe Seung-gyu say xỉn kể chuyện rông dài đã quá sức chịu đựng nên đã quyết định bỏ bạn ở nhà rồi chạy thật nhanh theo tiếng gọi tình yêu. Đứa con của thần gió rất nhanh đã có mặt tại nhà cô Hyejin. Cô vừa mở cửa ra đã thấy anh thở hồng hộc và ôm chầm lấy cô. Sức mạnh của tình yêu đúng là lớn lao quá mà. Chuyện gì đến rồi cũng đến và chuyện gì cần xảy ra thì cũng xảy ra đó. Nhưng cái cách mà Jun-ho cứ liên tục gọi Hyejin là cô giáo khiến cho cô ngại ngùng mà đạp anh xuống khỏi giường khiến anh suýt thì đập đầu xuống đất. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh cả hai người đã mạnh dạn thay đổi cách xưng hô và thoải mái cởi mở hơn. Cô Hyejin cũng chủ động hôn Jun-ho, rồi giờ mới đến giờ hoàng đạo đây. Một đêm mặn nồng trôi qua Jun-ho tỉnh giấc định quay trở lại nhà để mua đồ ăn sáng cho Seung-gyu. Anh dặn cô Hyejin cứ ngủ thêm chút nữa. Nhưng khi cô đưa anh ra đến cửa thì anh lại thay đổi quyết định mà lao vào hôn cô tới tấp không muốn về nữa. Có vẻ như cứ đà này họ có thể hôn nhau cả ngày mà không cần ăn uống gì. Ở một diễn biến khác, người của trung tâm Choi-sian đã đến tận nhà tìm gặp thầy Pyo nhưng thầy vẫn không có thiện chí muốn nói chuyện. Còn cặp đôi kia cuối cùng thì cũng bịn dịn chia tay nhau nhà ai nấy về, họ hẹn gặp nhau ở trung tâm. Hôm nay cũng là ngày thi ngữ văn của học sinh, ai nấy đọc được tin nhắn của cô Hyejin cũng thấy ngạc nhiên với văn phong của cô. Có vẻ như làn gió của tình yêu làm cho cô tươi mới hẳn con người. Thầy Pyo được trợ lý giám đốc Choi đích thân lái xe chở đi. Anh ta còn chuẩn bị sẵn phong bì hợp đồng cùng danh thiếp của giám đốc Choi nhưng thầy Pyo vẫn nhất quyết từ chối và nói anh ta thả mình ở ga điện ngầm. Jun-ho về nhà thì đã bị Seung-gyu nắm thóp. Anh ta đã nhấc máy gọi điện cho mẹ mình là trưởng phòng nơi trung tâm anh đang dạy để mách tội đêm qua không về nếu anh không đọc mật khẩu nhà cho anh ta. Không còn cách nào khác, Jun-ho đành phải thành khẩn khai báo. Cùng lúc đó, trưởng phòng đến trung tâm thì chạm mặt cô Nam, hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Cô Hyejin cũng đang chuẩn bị lái xe đến chỗ làm. Thầy Pyo đi đến trường thì đã vào từng lớp để hỏi học sinh xem có ai thắc mắc gì về đề thi hay không. Có vẻ như thầy cũng rất căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi hột luôn. Cô Hyejin nghe được tin tức học sinh các trường làm bài tập rất tốt thì vui mừng vội vàng về trung tâm. Cô Nam cũng reo lên sung sướng vì đã đoán trúng được đến 3 câu trong đề thi. Giám đốc Choi cập nhật tin tức cực kỳ nhanh nhạy khi đã nắm được đề thi. Cô Hyejin đi đến trung tâm thì lại chạm mặt Jun-ho. Hai người này lại gian díu dẫn nhau vào phòng học, hở ra là bám giết lấy nhau. Hyejin may vẫn còn giữ lại chút lý trí để rời đi làm việc trước. Cô nói anh đợi một lúc nữa rồi hắng đi. Nhưng rồi oan gia ngõ hẹp lại chạm mặt cô chê Jun đi xuống phòng học lấy đồ và thế là Jun-ho đã bị cô giữ lại dạy viết bảng. Jun-ho nhắn tin cầu cứu Hyejin nên cô đã ra tay nghĩa hiệp để giải vây cho anh. Cùng lúc đó thì cậu bé Siu đi đến nên hai người họ đã cùng đi và nói chuyện với cậu. Dù cho cậu bé đã đạt được điểm tối đa môn ngữ văn nhưng cậu vẫn cảm thấy không yên tâm chỉ vì những câu hỏi đó đã được ôn luyện trước đó nên cậu bé mới giải nó một cách dễ dàng. Nếu như gặp câu hỏi khác thì chưa chắc, cậu bé mang nhiều tâm sự đi đến giải bày cùng hai thầy cô. Trong khi đó thì các thầy cô trong trường Chan Giang vẫn đang cùng với thầy Pio chấm bài. Một giáo viên trợ giảng đã thẳng thắn góp ý với thầy Pio về cách làm không hiệu quả của thầy. Cho dù bị thôi việc thì cô cũng can đảm nói ra hết suy nghĩ của mình về việc thầy muốn học sinh phải hiểu hết mọi thứ trong sách giáo khoa đến việc ra đề thi của thầy. Cô cũng thẳng thắn nói rằng thầy đừng làm gì hết nữa khiến cho thầy Pio nghe xong khá lúng túng. Còn về phía trung tâm thì với kết quả thi lần này đã giúp cho tổ văn của cô đạt kết quả tốt, cô cũng đặc biệt khen thưởng cô Nam và Jun-ho vì giúp đỡ mình rất nhiều. Thầy Pio đi đến trung tâm thì nhìn thấy nhóm của cô Hyejin cùng nhau đi ăn. Thầy đã một mình ngồi suy nghĩ rất nhiều về những lời cô trợ giảng nói và thầy đặt trước mặt phong thư hợp đồng với trung tâm Choi-sian. Thầy đã quyết định nhấc máy gọi điện cho trợ lý giám đốc Choi trong lúc anh ta đang ngáp ngắn ngáp dài. Ở một diễn biến khác, tổ văn của cô Hyejin cùng nhau đi ăn mừng, nhưng cô liên tục đạp chân Jun-ho khi thấy anh liên tục được cô cha Jun tấn công bằng những lời nói có cánh.
Bọn họ cùng nhau bàn luận về công vi, Hye-jin còn chủ động mời cô Nam về nhà mình ngủ. Tàn tiệc họ cùng bắt taxi ra về thì cô Nam cũng đã biết chuyện Jun-ho chuyển nhà sống cùng khu với Hye-jin, bắt xe về đến tiệm tạp hóa thì lại chạm mặt Seung-gyu. Sau đó cả bốn người đã cùng ngồi ăn uống với nhau và chia sẻ với nhau những chuyện ở trung tâm. Cô Nam cũng nhận ra Seung-gyu là con trai của trưởng phòng. Nhưng có vẻ hai người mới gặp chính thức lần đầu mà đã tranh luận với nhau về chủ đề học tập gay gắt khiến cho cô Hye-jin và Jun-ho ngồi bên cạnh chỉ biết lặng im. Khi về nhà, cô Nam và Hye-jin tâm sự với nhau về vấn đề giảng dạy. Cô cũng chia sẻ thật cảm nghĩ về buổi dạy thử của Hye-jin và Jun-ho không có chút gì tác động đến điểm số cả. Còn bên này, Seung-gyu vẫn còn cay cú muốn xin số điện thoại của cô Nam để tranh luận tiếp liền bị Jun-ho ngăn cản nói ngủ đi. Sáng hôm sau, bọn họ lại đến trung tâm làm việc như bình thường. Có vẻ như họ đã quá quen với việc hẹn hò nơi công sở rồi. Trợ lý giám đốc Choi đang dẫn thầy Pio đi sắm một bộ vest. Tuy chưa thoải mái nhưng thầy Pio đã chấp nhận ký hợp đồng với giám đốc Choi. Trong lúc Hye-jin đang ngồi nói chuyện cùng Jun-ho thì thầy Pio đã đến tận trung tâm tìm cô khiến cho cô sững sờ. Cô Hye-jin cũng đã đi đến mời thầy Pio vào phòng tư vấn nói chuyện. Cô Nam và Jun-ho bên này cũng đang hồi hộp không biết hai người đang nói chuyện gì. Thầy Pio vòng vo một hồi thì cũng thông báo với Hye-jin việc mình đã nghỉ việc tại trường Chan Giang. Thầy cũng thú nhận về thất bại của bản thân khi cố chứng minh cho cô thấy việc học ở trường tốt hơn học ở trung tâm thế nào. Để rồi khi càng chứng minh thì thầy lại càng bị ám ảnh hai chữ trung tâm vào đầu mình. Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi việc đoán xem những thầy cô ở trung tâm dạy thêm sẽ dạy gì cho học sinh. Hai người đang nói chuyện thì Jun-ho lấy cớ mang nước vào cho họ để nghe ngóng tình hình. Thầy Pio đứng lên chào hỏi anh nhưng nhìn sắc mặt của Hye-jin thì không bình thường chút nào. Cô bảo anh ra ngoài và đừng cho bất kỳ ai vào. Trước khi anh rời đi, thầy Pio còn nói sẽ hẹn gặp anh ở nơi khác vì mình chuẩn bị chuyển sang dạy ở trung tâm quốc ngữ Choi Sien rồi. Khi Jun-ho ra ngoài, thầy Pio lại tiếp tục câu chuyện với cô Hye-jin. Thầy nói với cô Hye-jin rằng sẽ cố gắng làm nhiều việc vì học sinh hơn. Đáng nhẽ thầy phải ra ngoài trung tâm dạy thêm sớm hơn mới phải, vì như vậy thầy đã có thể giàu có hơn. Cô Hye-jin vẫn muốn khuyên thầy Pio suy nghĩ lại, nhận được mức thù lao cao đồng nghĩa với việc áp lực lớn. Cô vẫn thấy rằng thầy hợp với việc giảng dạy ở trường hơn. Ôn thay không biết xấu hổ này lại còn ngỏ ý bảo cô nhường cho mình mấy học sinh trường Chan Giang, rồi lại hỏi thêm cô về cách thu hút học sinh nữa. Cô Hye-jin không tiếp tục nghe được nữa nên đã đứng dậy mở cửa tiễn khách. Ông thầy này là sao đây chứ? Đến tận đây để chào hỏi gì chứ hay là đang muốn khiêu chiến với cô? Cô Hye-jin đã nhấc máy lên gọi điện cho giám đốc Choi trong lúc bà ta đang cùng trợ lý sắp xếp lớp học nhưng bà ta đã bỏ qua cuộc gọi cũng như tin nhắn của cô Hye-jin. Cô Hye-jin chạy ra bên ngoài tìm thầy Pio. Trong lúc đó thì thầy đang ngồi nói chuyện với cô giáo trợ giảng đã chỉ trích mình hôm trước. Cô Lee níu kéo thầy Pio hãy suy xét lại việc nghỉ làm và thầy áy náy vì những lời nói của mình đã tác động đến thầy. Nhưng thầy Pio đã nhất mực cương quyết với quyết định của mình rồi xin phép rời đi. Jun-ho đang nói chuyện điện thoại với Seung-guk thì thấy Hye-jin trở về, anh liền lao tới hỏi thăm cô. Cô thú nhận rằng mình cũng hơi bất ngờ về quyết định của thầy Pio, còn về phía anh lại thấy hào hứng. Cô Hye-jin cảm thấy áy náy chính vì hành động đến trường kiến nghị về đề thi giữa kỳ vừa rồi nên khiến cho thầy Pio mất việc. Nhưng đứng ở góc độ của Jun-ho, anh lại thấy thầy ấy phải cảm ơn cô vì đã giúp cho thầy tỉnh ngộ sau 20 năm dạy học, cả về trình độ lẫn nhận thức. Nhưng có vẻ như cả hai người đang có ý kiến trái chiều với nhau, cô Hye-jin đã bỏ ra ngoài không muốn tranh luận thêm khiến cho Jun-ho khó hiểu. Bên này, ban quản trị trung tâm cũng đã ngồi họp bàn về trường hợp của thầy Pio. Bọn họ không hiểu giám đốc Choi tính toán kiểu gì mà lại mời một thầy giáo nam đứng tuổi lại còn có nhiều tai tiếng về trung tâm đó dạy học. Ở một diễn biến khác, sau khi học sinh đã tan học rất lâu rồi thì thầy Pio đã một mình đi vào phòng học, cẩn thận sắp xếp lại bàn học cho học sinh với vẻ lưu luyến. Còn cô Hye-jin cũng đang miệt mài thực hiện bài giảng. Sau khi chào tạm biệt học sinh thì một em nữ sinh đã giơ tay hỏi cô về thầy Pio có phải sẽ về dạy ở trung tâm này không. Lại còn khen bài giảng của thầy ấy rất hay khiến cho cô lại rơi vào suy nghĩ. Jun-ho đã đứng đợi cô ở trạm điện ngầm và gọi điện cho cô nhưng cô nói hôm nay không muốn gặp anh rồi cúp máy. Ngay sau đó Seung-guk đã gọi cho anh và muốn cùng anh đi hẹn gặp cô Nam nói chuyện. Ai dè lại chạm mặt cô ở quán ăn nên anh ta đã mạnh dạn bảo Jun-ho mời cô ở lại cùng uống một ly rồi tí nữa anh sẽ đưa cô về. Cô Hye-jin thì đã tự mình đi đến trung tâm gặp giám đốc Choi. Giờ đây bà ta ở cửa trên rồi nên cũng kênh kiệu để cho đợi một lúc mới gặp. Bà ta thẳng thắn hỏi cô đến đây làm gì. Cô nói rằng mình muốn ngồi ở vị trí phó giám đốc được hay không, nhưng giám đốc Choi từ chối vì đã tìm được người phù hợp rồi. Cô Hye-jin nói rằng người đó không phù hợp, thầy ấy nên dành cho trường học.
nhưng bà ta đã buông những lời mỉa mai với cô rằng cô đã dần nát thầy ấy ở kỳ thi giữa kỳ rồi bây giờ lại đến hỏi về thầy ấy ư. Bà ta còn không tiếc lời nói cô vừa là một nhà giáo mà lại còn là một thương gia xuất sắc. Mặc cho cô có nói rằng thầy Pio không thể chống chọi với môi trường cạnh tranh khốc liệt ở trung tâm dạy thêm, nhưng giám đốc Choi vẫn một mực giữ nguyên quan điểm. Hơn nữa còn nhắc nhở cô cẩn thận vì chính giám đốc Choi đã chọn người thì ít có sai lắm. Thay vì lo cho người khác thì hãy về lo cho bản thân mình đi. Biết là không thay đổi được gì nên cô Hye-jin đã rời đi. Cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh bởi những lời mỉa mai của giám đốc Choi. Bên này Jun-ho đang cùng cô Nam và Seung-guk tâm sự về chuyện tình yêu. Mọi người ai cũng nhìn ra anh đang có vấn đề với cô Hye-jin. Hai người yêu nhau bí mật mà giờ đây ai cũng nhìn ra tình cảm của họ rồi. Cô Nam còn nói Jun-ho không đủ tinh tế để hiểu suy nghĩ của cô Hye-jin. Đúng là yêu người kém tuổi nhàm chán thật mà. Điều cô Hye-jin suy nghĩ không phải là làm thế nào để đánh bại thầy Pio mà là cảm giác áy náy khi làm cho thầy ấy mất việc ở nơi thầy đã gắn bó 20 năm. Nghe cô Nam nói Jun-ho như hiểu được tâm tư của cô Hye-jin nên đã trực tiếp rời đi để Seung-guk dẫn cô Nam về. Hai người cùng nhau đi bộ ra xe rồi trò chuyện về công việc có vẻ rất hợp nhau. Seung-guk còn cẩn thận đưa cô Nam về tận nhà. Cô Hye-jin đi xe về đến bãi đậu xe thì liên tục nhận được tin nhắn của Jun-ho. Anh hỏi cô đang ở đâu và rất lo lắng cho cô. Anh hứa sẽ không phát ra tiếng thở mà chỉ mong được ở bên cạnh cô mà thôi. Cô đã chịu trả lời lại tin nhắn khiến cho anh vừa đọc xong đã chạy như bay đi gặp cô. Cô nói anh lên xe đi rồi họ sẽ cùng đi đâu đó. Việc đầu tiên khi lên xe anh đã xin lỗi cô rối rít. Cô cũng kể cho anh về việc cô đã đến gặp giám đốc Choi. Cô sẽ không thể quên được ngày hôm nay bà ấy đã nói cô là một kẻ vô lại, ích kỷ và đê hèn ra sao. Cô cũng thú nhận rằng khi thấy đáp án của thầy Pio sai cô đã muốn dùng nó để nâng cao bản thân mình. Cô cũng đã có được nhiều học sinh hơn sau vụ đó mà không hề nghĩ đến cảm giác thầy Pio đã phải gánh chịu trong quãng thời gian đó. Giờ đây cô chỉ muốn quay lại thời gian dù biết điều đó là không thể. Jun-ho trấn an cô, nói cô bình tĩnh lại rồi cùng anh về nhà đi, anh không muốn để cô một mình vào lúc này. Trong lúc Jun-ho tìm cho cô một bộ đồ thay thì cô đã đứng từ phía sau mà ôm lấy anh. Những lúc như này có một người ở bên cạnh thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ? Anh còn ngồi bên đầu giường bật nhạc thư giãn cho cô dễ ngủ. Sau khi cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ rồi thì anh lại đi ra ngoài bàn làm việc soạn bài. Sáng hôm sau, mẹ anh đã đến nhà anh và đang cố gắng nhập mật khẩu vào nhà. Trong khi đó thì Hye-jin và Jun-ho đang ôm nhau ngủ. Jun-ho nghe điện thoại của mẹ mà tim như bắn ra ngoài. Hai người nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho cô Hye-jin ở tủ quần áo, rồi Jun-ho ra mở cửa cho mẹ. Đúng là kiếp nạn thứ 82 mà. Chúng ta cùng theo dõi hai anh chị vượt qua kiếp nạn này thế nào ở tập tiếp theo nhé. Tập 10 của bộ phim Đêm lãng mạn ở Hakwon đã kết thúc. Các bạn nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo về tập phim mới nhất nhé!